Nè cô, ai cho cô ngồi ăn ở đây vậy hả? Này bà đang làm gì vậy? Cô dùng đĩa này để ăn mì luôn à? Cô kiếm hoài không có thấy cái gì đựng được hết, nên cô lấy cái dĩa này cô ăn mì luôn mà. Chỉ là cái đĩa cũ thôi mà, có gì đâu mà phải bất ngờ. Bà thì biết cái gì chứ, cái đĩa này á là đĩa cổ đó. Chắc là đồ giả chứ gì, chứ cô ta làm sao có được nó, cô ta không có khả năng mua đâu. Nhưng mà cái dĩa đó là cái dĩa lưu truyền của dòng họ nhà tôi đó, tôi nghĩ nó không phải là đồ giả đâu. Cô, cái đĩa này á có sửa được không ạ? Không cần đâu con, cái đó nhà cô có nhiều lắm. Nè cô đang nói gì vậy? Cô nghĩ mình là ai? Đồ cổ đắt tiền như vậy đâu phải ai cũng có, mà cô còn dám nói là nhà mình có nhiều nữa hả? Sao được chứ? Này bà ngừng xem thường cô ấy đi. Dạ xin lỗi cô, tôi đến trễ, đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Không sao đâu con, cô ăn cái dĩa mì này nè cũng ngon lắm. Trời ơi cô ơi, trời nắng nóng như vậy mà cô bắt con gái của mình mang đồ ăn chưa lên hả? Cô hiểu lầm rồi, không phải con gái tôi đâu, đây là trợ lý của tôi đó. Bà có sao không? Tự nhiên tôi đau bụng quá. Để tôi đưa bà đi trạm y tế nhé. Không cần đâu, để cho trợ lý tôi đưa đi là được rồi. Con, đưa cô này đi cho lẹ, để còn được sự ưu tiên. Đi đi con. Tôi đau quá. Còn cô ở lại đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Nhưng mà cô ơi, cô là ai vậy ạ? Tôi là chủ tịch của công ty này nè. Chủ tịch? Thôi đi đi lẹ lẹ đi, để không kịp đó con. Còn cô á, tôi muốn cô á làm chung với tôi, thử sức với một vai trò mới, cô có thích không? Dạ, cảm ơn chủ tịch ạ. À mẹ, đây là sản phẩm mới của công ty nè. Mày vô tiếp theo mà tính làm gì vậy? Mẹ muốn chọn cô gái này vào vị trí tiền thông cho dự án sắp tới đó con. Dạ, chủ tịch nói thật ạ. Tôi nghĩ là mẹ tôi đã suy nghĩ rất kỹ nên mới chọn cô đó. Tôi hy vọng là cô sẽ dùng hết năng lực của mình để giúp công ty của tôi ngày càng phát triển. Dạ vâng ạ. Nè, con coi thử đi. Con thấy thiết kế của cái sản phẩm này đẹp đó ạ. Đây là kem chống nắng, có 3 tác dụng, vừa chống nắng, vừa mờ nám, nâng tông sáng cho da. Đây là sản phẩm nguyên liệu của Hàn Quốc, dùng cho da mặt đó con. Con thấy á, sản phẩm này nhiều khách hàng phản hồi là sử dụng tốt mà còn lành tính. Đúng rồi đó con, nhờ đó nó là tăng độ ẩm, rồi nó có dưỡng da nữa, cái này là xu hướng đó con. Con nghe cô nói vậy á, con cũng muốn dùng thử ạ. Con mới sử dụng lần đầu mà thấy da sáng hơn, mịn hơn, chất kem thì rất là đã, khác biệt rõ rệt đó ạ. Nhiệm vụ còn lại của cô là truyền thông và làm ưu đãi cho nhiều khách hàng nha. Dạ vâng ạ.